Vậy thì chúng ta sẽ có hai cái màn hình phải không? Có một màn hình siêu âm hay là có màn hình kỹ thuật không? Màn hình kỹ thuật có chiếu lên được không? Cho chiếu lên hết đi. Cái màn hình siêu âm. Màn hình siêu âm ở đây. Còn hình động tác có chiếu được không? Cũng không nhất thiết đâu, tại vì động tác không nhiều có thể diễn tả được. Anh chị cứ ngồi đó xem thôi nha. Cái máy này là dành cho khách trên YouTube. Máy mới của bệnh viện phải không? Máy này máy mới của bệnh viện hay máy? Dạ không, máy demo của tụi em. Dạ. Tại sao rút rút rồi máy mới là phải nhẹ nhàng? Ủa chạy được máy tiền mà anh không nhẹ nhàng. Chưa có mua anh, sắp sửa mua anh. Sao làm? Chuẩn bị mua anh. Okay, thì cũng là cái phong cách làm việc của bệnh viện Medic Hòa Hảo thì phải đeo cái dây qua cái cổ, đeo dây đầu dò qua cổ, nó là một cái biểu tượng nhưng mà nó thực sự ra là nó để bảo vệ cái đầu dò để không có bị gấp cái chỗ cái đuôi đầu dò đó. Với lại hai nữa là khi mà anh chị làm quen thế này á thì nó rất là tiện, tại vì chúng ta khi mà làm siêu âm khớp á, các anh chị có một vài lưu ý thế này. Khi các anh chị làm demo, các anh chị thử làm trong 3 ca khớp vai liên tiếp thôi, các anh chị sẽ thấy là cái khớp vai của mình nó bắt đầu bệnh. Tại vì là do cái cách mà mình giơ tay lên và giữ cái lực giữ đầu dò là hai cái chuyện quan trọng. Khi làm siêu âm thì các anh chị lưu ý là các anh chị thấy tôi cầm đầu dò nè, cầm nhưng mà cũng giống như là không cầm vậy đó. Tức là dùng lực rất nhẹ để giữ đầu dò. Và nhất là khi mà đầu dò đã tựa trên cái tạng khám rồi đó, thì cái lực chúng ta càng nhẹ hơn nữa. Chúng ta dùng lực chủ yếu là để điều chỉnh những cái tinh vi là chính, chứ không có dùng lực đè và bóp cái đầu dò. Tại vì rất nhiều người bác sĩ siêu âm bị viêm cái gân rồi, và một số người đau khớp tới độ không làm được. Cho nên là khi làm siêu âm, các anh chị lưu ý lựa những cái tư thế nào mà để mình giảm cái lực tác động trên cái ngón tay với lại cổ tay của mình. Thì đeo cái dây như thế này thì nó rất là thuận tiện, chúng ta cầm nhẹ thì có rớt cũng không sao. Và chúng ta đặt vào bệnh nhân thì cái dây nó không có vướng trên cơ thể. Cho nên là tôi nghĩ là các anh chị cũng nên làm vậy. Trước tiên thì tôi thấy là thông thường là bệnh nhân ngồi lên là hoặc là nằm cũng được. Tư thế người ta rất trung gian, rất thoải mái. Người ta để tư thế đừng gập đó. Tức là bệnh nhân rất là để tư thế rất thoải mái, không có cần phải đòi hỏi gì cả. Thì tư thế thì như thế này thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ rất thuận lợi để khám cái mặt trong. Nghiêng một chút nữa thì tôi khám ở mặt ngoài, tức là mặt trong mặt ngoài khám trước, giống như nói khi nãy đó. Sau đó mình co chân nhẹ lên, mình khám mặt trước, và co chân tối đa thì khám mặt trước. Và mặt sau á, thì nếu cần thì nằm sấp, còn không á, tư thế như thế này chúng ta cũng có thể khám được. Giờ chúng ta đầu tiên chúng ta đặt tư thế trung gian. Tất cả những cái tạng mà để khám á, đối với tôi thì đều để song song với thành giường thế này, không có để bệnh nhân quay ngang đây. Tại vì khi mà bệnh nhân quay ngang đây, ví dụ như tư thế như thế này, thì khi mình đặt đầu dò tư thế này, tức là thói quen của mình là cắt dọc, thì với cái tạng là cắt ngang. Rồi khi mình muốn cắt dọc thì mình lại sửa đầu dò lại thành hướng cắt ngang. Như vậy thì nó không thuận tiện để cho mình thao tác. Cho nên hầu hết các tạng tôi đều đặt song song với thành giường hết. Và như thế là cũng quen, thậm chí khớp vai, vai phải cũng được, vai trái cũng được, vẫn là tư thế tương đối là đối diện với bác sĩ. Bệnh nhân không có quay lưng lại với bác sĩ, chỉ trừ trường hợp là có nổi cái mục ở sau lưng thôi. Đấy, cho nên là bệnh nhân với bác sĩ luôn luôn đối diện với nhau. Rồi, chỉ cứ để tự nhiên ha. Rồi, tôi đặt đầu dò ở phía bờ trong, mặt trong của khớp. Mở cái phần mềm gì đây, em mới khai. Để mặc định sao các anh chị thấy quan tâm, giống như khi nãy em nói là cái focus thì rất quan trọng. Ví dụ như với cái hình đó mà mình đặt focus ở dưới này thì cái vùng mà mình cần khám này là vùng này, focus ở dưới này, vùng cần khám ở đây, các anh chị thấy nó rất là mơ hồ. Cho nên ta phải đưa focus về cái vị trí ngang mức ta cần khám thì anh chị thấy cái hình, cái sắc nét của cái dây chằn nó rõ ra. Và khi đặt đầu dòi vào mặt trong như thế này, ta dễ dàng chẩn đoán được. Thứ nhất là chúng ta thấy được cái đây là cái xương đùi đây. Đây là phía đầu, đây là phía chân. Đây là xương đùi, đây là xương chày và đây là sụn chêm trong.
sụn chim trong như thế này là chúng ta thấy nó hình tam giác nè, phản âm dày đồng nhất nè, chứ không giống như ca nãy nó có cái, một cái đường đường rách và cái nang bên cạnh. Và chúng ta về cái bề mặt cái sụn chim á, chúng ta thấy là chúng ta vẽ một cái đường tưởng tượng ngang mức của hai cái mặt xương này, chúng ta thấy cái sụn như thế này là nó có hơi nhô nhẹ một tí, nó hơi lồi nhẹ một tí, nhưng mà chưa có cái mức nhiều giống như cái ca thoái hóa mà chúng ta xem khi nãy. Nhưng mà như thế này là nó hơi nhô rồi nè, cái sụn chim thì hơi nhô. Và bên bề ngoài của sụn chim này thì chúng ta sẽ thấy được một cái dây chằng, phía dưới là nó bám vào xương chày đây, phía trên là nó bám vào cái xương đùi. Thì đây là dây chằng bên bên gì các anh chị? Dây chằng bên chày. Đây dây chằng bên chày chỗ bám đây. Và trong chấn thương á thì dây chằng bên chày này thường thường chấn thương ở đầu trên. Cho nên khi siêu âm á thì người ta quan tâm cái đầu trên nhiều hơn. Đây chúng ta thấy là ở đoạn này nó song song với đầu dò cho nên nó phản âm dày đây. Chỗ này nó hơi thay đổi một xíu cho nên phản âm nó kém hơn một chút. Rồi. Như vậy thì về phân tích lớp á thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta thấy là đây là da đây, mô mở dưới da đây, à, dây chằng bên chày đây, rồi tới đây là sụn chim, ở đây là bề mặt xương. Như vậy thì có khoảng từ từ cái bề mặt xương này tới cái dây chằng bên chày này là nó chứa cái gì trong đó. Chúng ta sẽ hiểu là theo cấu trúc lớp đó, thì dây chằng xong rồi tới bao khớp. Bao khớp thì rất mỏng, chúng ta có thể thấy là cái đường phản âm dày đây, nhưng mà trong này cái phản âm kém này thì nó thuộc về màng hoạt dịch và khoang hoạt dịch. Như vậy thì nếu có dịch ở đây thì ta chẩn đoán là dịch, nhưng mà cái phần phản âm kém này là thuộc về màng hoạt dịch của khớp. Vậy thì chẩn đoán mà viêm khớp dày màng hoạt dịch ta sẽ xem vào những cái vị trí giống như thế này, nhưng mà bên ngoài sẽ rõ hơn, chút nữa ta xem bên ngoài. Như vậy thì mặt bên trong này chúng ta quan tâm nhiều nhất vẫn là sụn chim, chim trong và dây chằng bên chày, hay là dây chằng bên trong, cái cách gọi tên này giống nhau. Rồi, rồi bề mặt khớp nè, các chị thấy nè, ở chỗ này các chị thấy là nó sẽ tròn 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 xuống nè, thì như vậy là bình thường. Còn những người thoái hóa thì chỗ này nó sẽ gờ lên. Khi mà nó gờ lên rõ kèm với lồi sụn chêm nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ chẩn đoán là thoái hóa khớp từ một cái đường cắt như thế này thôi. Rồi, tương tự như vậy thì ở mặt trong này chúng ta, người ta còn nhắc tới cái gân chân ngỗng. Thì các chị ở vị trí cái khe khớp này, anh chị quét đầu dò xuống dưới một chút ở chỗ hõm hõm của cái xương chày á, thì anh chị quét sẽ thấy được cái gân ở chỗ này, đó là các bó chỗ bám của cái gân chân ngỗng này. Đây là gân chân ngỗng. Rồi, thì bình thường thì chúng ta sẽ thấy nó như vậy, nhưng mà khi có viêm, có bao hoạt dịch của nó là một khoang ảo như vậy thì trong tình huống như thế này chúng ta không nhìn thấy. Nếu mà nó có cái túi dịch ở chỗ này nó phồng lên thì chúng ta chẩn đoán viêm túi hoạt dịch gân chân ngỗng. À, tương tự vậy ta khám ở bờ ngoài, cho nhân viên nhẹ thế này thôi là khám được. Rồi, bờ ngoài thì các chị lưu, các chị quét hơi sâu ở phía sau một chút, tại vì phía trước này là nó là cái xương chày, phía sau này mới là xương mát này. Thì từ chỗ xương mát mà kết nối lên cái lồi cầu ngoài của xương đùi á, thì chúng ta sẽ thấy được cái dây chằng, một cái dây chằng tương tự dây chằng bên trong đó, nó đây. Đây là dây chằng bên ngoài hay là dây chằng bên mát. Và cái chỗ này của chị sao nó lại hơi sưng thế này, chị có bị chấn thương thế này không? Có chấn thương khớp gối bao giờ không? Cái vị trí này như thế này là bất thường nè. Cái dây chằng các chị thấy kích thước của nó không? À, nó cũng cỡ tầm này thôi, khoảng chừng hơn 2mm thôi. Chị đo thử để xem. Đây, là 3mm. Ta thấy cái đoạn phía trên, phía trên nó sẽ mình ta thấy được cái chỗ này nó phù. Như vậy thì cái đầu trên của dây chằng bên chày này có vẻ như là nó có phù này, giống như là một cái chấn thương cũ vậy. Thì nếu như là bông gân mà nó tổn thương như thế này nè, dây chằng nó vẫn còn căng mà nó có tổn thương phản âm kém, tăng bề dày, thì nó là bông gân mức độ 1, mức độ nhẹ. Còn trường hợp này chị này không rõ là có chấn thương hay không. Rồi, ở bên ngoài này thì chúng ta lại xem thấy được cái sụn chêm ngoài. Sụn chêm ngoài chúng ta thấy không rõ bằng sụn chêm trong. Và chúng ta cũng ít có dùng cái dấu hiệu lồi sụn chêm để chẩn đoán cái thoái hóa. Ta chỉ cần dùng bờ trong thôi. Thoái hóa chủ yếu là bờ trong. Tương tự như vậy thì mình thấy được cái này là cái khoang hoạt dịch khớp hoặc là màng hoạt dịch. Thì thông thường á, ta đo cái phần này nếu mà trên 3mm á, thì ta có trong những trường hợp có triệu chứng á, ta ghi là 3 trên 3mm thì ghi nhận ra
dụ cụ này bạn hoạt chỉnh chẳng hạn. Rồi, ở cái vị trí của cái sụn chêm của dây chằng bên trong, ở bên ngoài, chúng ta quét đầu dò ra trước một chút thì chúng ta thấy được cái cục xương lớn này, đó là xương chày đây. Cái này nè, nguyên một cái khối lớn này nè là xương chày nè. Rồi chúng ta sẽ thấy một cái gân, một cái cấu trúc giống gân rất là lớn bám vào cái chỗ đó, thì cái đó là giải chậu chày. Giải chậu chày rất là rõ, to rõ đây. Rồi như vậy thì ở phía ngoài này chủ yếu chúng ta xem những cái phần như vậy, có sụn chêm ngoài, dây chằng bên ngoài và giải chậu chày. Rồi xem bao hoạt dịch khớp, tụ dịch hay không đó. Nhưng mà tụ dịch thì chúng ta sẽ chừa tư thế co chân để xem, không cần thiết phải đo ở tư thế này. Rồi ngoài những cái việc mà chúng ta đang xem những cấu trúc giải phẫu đặc trưng đó, thì chúng ta xem có những bệnh nhân có những tổn thương khác, chẳng hạn như là cái nang hoạt dịch. Chỗ này là bất thường, nó có dịch. Yeah. Này có dịch nè. Dịch khớp đó thay vì nó nằm ở đây, nó nằm ở đây. Yeah. Có dịch đó, không? Yeah. Rồi cái đó là tư thế ở bên trong bên ngoài. Bây giờ chúng ta tới bước tiếp theo, chúng ta co nhẹ chân 20 độ. Tại 2 30 gì cũng được, thường thường tôi co tới tầm này. Co tầm này á thì cái lượng dịch nó đa phần nó sẽ tập trung vào ngắt trên ngoài. Do cho nên là chúng ta sẽ xem có tụ dịch hay không. Thì cắt cái đầu dò, đặt đầu dò trong tư thế này chủ yếu là tôi xem như vậy thôi, cho nên là tôi chỉ chủ yếu xem dịch thôi, cho nên tôi không quan tâm cấu trúc khác. Chúng ta sẽ thấy là của chị tụ dịch khá nhiều cái gì hả? Tức là mức độ như là trung bình. Tại sao gọi là trung bình? Tại ta không có con số để nói bao nhiêu là trung bình, là nặng nhẹ vậy hết cả. Chỉ là khi nào chúng ta đặt đầu dò vào, tôi thấy nó dễ dàng. Thì nó cũng như là trung bình, giống như khi anh chị siêu âm dịch màng phổi vậy nè, mình không có con số. Còn khi mà mình thấy mênh mông tới độ mà nhìn ở ngoài mình cũng thấy nó phồng rồi, mình đặt vô mình thấy đâu cũng dịch đó, thì mình là lượng nhiều. Còn khi mình cố tìm kiếm mới thấy là coi như lượng ít, nó mang tính tương đối vậy. Còn này là ta chưa tìm gì cả, ta mới đặt đầu dò vào thôi. Thấy đây là gân tứ đầu. Gân tứ đầu đây. Cái này là mở dưới gân tứ đầu. Và đây là tụ dịch khớp. Và ở cái này là ngay giữa nha, tôi quét ra ngoài một xíu. Chị thấy cái khoang dịch thường thường là ngách trên ngoài, cái này là ngách trên. Thường thường ở đây ít hơn, nhưng mà cô chị ở đây thấy vẻ nhiều hơn. Những trường hợp lượng ít á, thì tôi chỉ cho các anh chị một cái tư thế khác mà có thể là các tài liệu họ không nhắc tới. Đó là chúng ta cắt tiếp tuyến phía trên ngoài, nhưng mà tiếp tuyến chị sẽ thấy nguyên một khoang dịch. Cái tư thế này thì nó không có dùng để các anh chị thấy dịch gì, cái nếu anh chị đặt cái đo mà đo từ đây tới chỗ này á thì anh chị diễn tả ra thì ra thành cái số quá lớn. Nhưng mà mình phải hiểu được khi mình đặt tiếp tuyến như thế này là mình đang xem từ bờ ngoài và bờ trong, có nghĩa là nếu mình đo như thế, mình đo như thế này á thì mình đo nguyên cái bề ngang của dịch. Và để báo cáo con số mà gọi là trung thực á thì các anh chị nên đo bề dày của lớp dịch. Đấy, ví dụ như thế này, tôi đo bề dày, tôi đo từ đây tới đây là bề dày của lớp dịch cho là 7 mm. Vậy thì nó cũng tương đồng với cái chỗ này, ví dụ như chỗ này chị sẽ đo nó đo bề dày lớp dịch. Vậy thì báo cáo kết quả dựa vào bề dày lớp dịch, báo cáo kết quả là bề dày. Nhưng mà tư thế này để giúp cái chuyện gì? Để giúp các chị quyết định là ca đó có dịch trong khớp, có tụ dịch trong khớp, nhưng mà lượng ít thì dùng tư thế này mình thấy nó rõ ràng hơn. Vậy thì ở tư thế vậy tôi chỉ xem vậy thôi. Nếu như mà tôi cố tình tôi xem cái gân, để anh chị xem, tôi cho anh chị xem cái dây chằng bánh chè. Nếu như thế này á, thì cái dây chằng bánh chè vẫn còn cong. Cong cho nên là cái đầu của nó nè, chỗ này chỗ bị xéo nè, nó phản âm kém. Giữa thì phản âm dày. Nếu bệnh nhân đang đau ở đây thì các anh chị lại nhầm tưởng là một tổn thương ở đây. Vì vậy mà tôi không khám đó, tôi khám chỗ đó thì coi dịch thôi, coi vô, coi vô nữa. Đấy. Coi như gần như vuông góc này. Căng nó ra. Thấy còn không? Mất rồi. Vậy thì chỗ đó là kém giả. Vậy thì ở tư thế mà co một chút nữa, chị cứ co thêm tiếng. Vậy đi. Thì mình sẽ xem được cái dây chằng nó thẳng như thế này nè. Thì xem đây là lồi cũ xương chày. Dây chằng bánh chè. Nếu có tụ dịch, túi hoạt dịch dưới gần bánh chè, dây chằng bánh chè thì nó nằm chỗ này. Hoặc là chỗ này. Rồi, ở điểm này là cái điểm bám vào xương bánh chè. Nếu có viêm
viêm trung tâm cốt hóa phụ gì đó thì nó cũng ở chỗ này. Osgood Slater thì nó ở chỗ này, tức là phân mảnh xương bánh chè kèm với phù nề với dây chằng bánh chè. À. Rồi trượt đầu dò thêm một tí nữa thì chúng ta thấy xương bánh chè, thấy mặt bề mặt xương nó cũng nhấp nhô thế này, nhưng mà nó nếu nó có mất liên tục dạng bậc thang á thì có thể chẩn đoán được cái gãy xương bánh chè, cũng có thể chẩn đoán được. Rồi ở chỗ này thì nó có một cái túi hoạt dịch ở chỗ này trước xương bánh chè, nếu có bệnh thì nó sẽ phồng lên. Ta trượt đầu dò lên trên một chút nữa thì ta thấy được cái gân cơ tứ đầu đùi chỗ bám vào xương bánh chè đây. Đây là mở dưới gân cơ tứ đầu. Các anh chị thấy chỉ có mới co tới đây thôi mà các anh chị thấy cái khoang dịch khi nãy đã mất rồi. Khi nãy mình thấy đặt đầu dò ở đây thấy có dịch ha, dần co lên tới đây mình thấy không có nữa, cho nên vị trí này mình không có xem chuyện đó. Tôi chỉ xem dây chằng bánh chè và những cái liên quan gân tứ đầu, xương bánh chè. Rồi, lúc dịch lúc này nó chạy ra mép ngoài này nè. Cho nên người ta mới nói là túi hoạt dịch trên xương bánh chè là vậy. À, nguồn trên ngoài. Tư thế này vẫn có thể đo được và vài lớp dịch này cũng tương đối tốt. Rồi. Còn cái mạc giữ bánh chè là thế nào? Mạc giữ bánh chè thí dụ như tôi đặt cái đầu dò như thế này. Anh chị thấy đây là dây chằng bánh chè nè. Chúng ta đang mới nãy là cắt dọc nè ha. Sửa lại cắt ngang nè. Dây chằng chè đây. À, tôi cũng cho anh chị xem luôn cái hướng đầu dò nó quan trọng thế nào. Giờ tôi sửa hướng đầu dò nè. Nó kém tới độ giống như dịch luôn. Anh chị thấy không? Nếu gầy anh chị chẩn đoán viêm in ra hình thì sao mà người ta cãi được. Nhưng mà anh chị phải hiểu là khi mình sửa đúng hướng lại nó thành vậy. À. Thì qua bên mép của cái dây chằng này nè. Ra hướng ra phía sau nó có một cái mạc giống như cái dây chằng luôn. Đây, cái mạc này nè. Thì nó gọi là mạc giữ bánh chè. Nó là mạc giữ bánh chè trong. Còn bên phía bên ngoài thì nó cũng có một cái đường y vậy thì nó gọi là mạc giữ bánh chè ngoài. Vậy thôi. Nó thì cũng ít có tổn thương lắm. Rồi chúng ta sẽ làm một bước nữa, bỏ tay này chống tay ra sao cho khỏe thì rồi. Co sát luôn, hết mất. À. Co hết mất cái này để cho anh chị xem còn cái túi dịch nó còn không? Mất hết rồi. À. Thậm chí chỗ này còn được một tí rồi thôi. Thì tư thế này chủ yếu ta xem cái sụn của bề mặt xương đùi. Đây, cái sụn này. À, đây các chị sẽ thấy là cái sụn này. À, phía này là bờ ngoài. Ở đây là bờ trong nha. Rồi bề dày với sụn thì anh chị thấy sao? Nó xem hai cái đường nó tương đối là song song với nhau. Bề dày của sụn nó tương đối là nó còn đồng đều. Rồi, cái này là giao diện sụn xương. Cái chỗ này là giao diện sụn hoạt dịch. Các anh chị nếu như mà trong đầu mình đã áp đặt là bệnh cút á thì mình hay hiểu là cái bề dày của nó làm như vậy là giống nhau, có nghĩa là có dấu bò đôi. Nếu anh chị tính cái bề dày nó là từ đây tới đây. Nhưng mà thật sự á, bề dày của nó không phải là từ đó tới đó. Cái này là cái bao khớp cộng với lại cái giao diện sụn hoạt dịch luôn, cho nên nó mới dày được tới đó. Để cho anh chị thấy được sắc nét á, thì nếu mà có được một tí dịch ở chỗ này, các anh chị sẽ thấy được cái giao diện nó như thế nào. Còn như thế này thì mình đánh giá là cái sụn như thế này là vẫn còn tốt. Mình có thể đánh giá thêm bằng cái tư thế cắt dọc như thế này. À, để mình xem cái sụn này có tổn thương nào chỗ khác không. Ở chỗ này thì thấy nó cũng hơi méo méo một xíu này. Rồi. Chỗ này. À, cũng tương đối tốt đó ha. Rồi để cho anh chị xem lại cái giao diện. Giữ chân lại xíu để anh chị nhìn hình dung cái giao diện của nó là chỗ nào. Đây, thấy không? Nếu như mà không có một tí dịch hay màng hoặc dịch vào á thì mình cứ hiểu là cái bề dày của nãy tôi đo là chỗ này nè thì nó sẽ có là gọi là dấu bờ đôi. Nhưng mà cái bề dày thật sự của nó chỉ là một tí chỗ này thôi nè. À, thì cái đó mới thật sự là giao diện sụn hoạt dịch. Nếu mà cái bề dày này mà nó dày lên giống cái này thì mới gọi là dấu bờ đôi của bình cuối. Còn cái chỗ này thì mình không tính, chỗ này là nó kể cả cái bao khớp áp sát vào đó. Rồi, như vậy thì các chị thấy siêu âm khớp gối dễ không? À, chúng ta thấy là một số cái thêm vào chúng ta thấy là đây. À, tư thế như thế này chúng ta thấy được cái vị trí chỗ này có thể nói là cái dây chằng chéo đó. À, chéo trước. Chéo sau thì tư thế cũng tương tự vậy, mình xem ở phía sau.
thầy thì đo cái bề dày giới hạn trước sau cũng như căn đó để hình dung không hình này không à, từ đây tới đây mà đó thêm vào thôi rồi à, trở lại cái chuyện là cái vùng kheo trước cái vùng kheo thì chúng ta để chẳng thời gian này để dính vào ngửa chân tự nhiên đi chị. Thay vì bệnh nhân phải nằm sắp xuống thì bây giờ cái tư thế như thế này là rất thuận lợi, rất thuận lợi. Cho nên á, thông thường tôi đặt đầu giò ở bờ trên này nè, tôi quét một cái các chị để ý ở chỗ này là giữa các cái cơ bán gân bán mày đó, các chị sẽ thấy là cái khe trong này ca nào mình cũng thấy cái khe rãnh này hết. Nếu cái rãnh này mà nó có nước ở chỗ này á, là đúng là cái nang hoặc dịch vùng kheo nang bay cơ điển hình. Và hầu hết các cái nang mình đều phát hiện bằng cái đường cắt này, tôi cắt ngang là từ trên kheo nè, tôi kéo xuống một đường tới xuống đoạn dưới, xong kết luận là không có nang dịch vùng kheo. Chỉ mặt sau trong thôi á thầy. Đó, không phải, nang dịch có thể ở nhiều nơi nhưng mà đa phần ở chỗ này. Rồi đó là một chuyện. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp, chúng ta thấy được ở đây là dây thần kinh chạy tĩnh mạch và động mạch. Ta có thể khám nhanh ở vùng đó. À, thần kinh chày thì cái tư thế mà mình xem từ bề ngoài thì dễ hơn. Đây. Đây, đó. Tư thế này rất thuận lợi. Thì những bệnh nhân đã đau đớn mà mình xây tư thế rất khó, cho nên là mình sẽ dùng những cái cách khác để mình xem. Ví dụ như trong cái hình này, chúng ta thấy được rất rõ thần kinh chày này. Thần kinh thì nó có hình dạng gọi là dạng hình tổ ong. Thần kinh chày thì nó to nhưng mà đoạn này đoạn nằm trong cơ, xung quanh của nó đều phản âm kém cho nên là nhìn nó phản âm dày rất rõ. Và khi các chị cắt dọc lại đây, thần kinh chày có giống y như trên cái hình mà mình xem khi nãy không? Tức là dây thần kinh các chị thấy là nó cũng có là dải sợi à, những dải sợi song song, phản âm của nó dày hơn cơ. Và các chị khác biệt giữa thần kinh và gân là ở chỗ nào? Là ở chỗ là cái thần kinh thì các chị kích thước của nó từ trên xuống dưới nó thon giống nhau. Còn cái gân á thì nó chỉ đi được một đoạn thôi. Một đoạn thôi là nó đã tới cơ rồi. Nó đã hòa vào cơ hoặc nó thay đổi kích thước, thay đổi hình ảnh. Cho nên chúng ta nhận biết được dây thần kinh rất là rõ chỗ này. À, từ nãy giờ mình đi vào cái chuyên về khớp gối mà mình chưa nói rõ. Cấu trúc ví dụ như cái sợi cơ anh chị thấy không? Sợi cơ rất rõ cái chuyện này, vách cơ hay là tế bào cơ nó rất rõ cấu trúc của nó. Khi cắt ngang cái cơ này, cái hình này đó, những cái vách nó đang xen với nhau. Còn dây thần kinh thì sao? Cắt dọc nè, những dải sợi nè, cắt ngang nè, là hình ảnh dọc. Hình ảnh của cắt ngang của dây thần kinh gọi là hình ảnh tổ ong, tức là có những chấm trắng xen lẫn với những cái dải phản âm dày của dây thần kinh. Rồi khi làm khám quen rồi thì chúng ta cứ lần theo nó. Dây thần kinh thì nó đi dài đó, chúng ta cứ lần theo nó, đi theo nó tới đâu cũng được. Rồi những yếu tố khác như là động mạch, tĩnh mạch gì đó thì đó, các anh chị biết về chuyên khoa mạch máu thì mình sẽ khảo sát thêm, nhưng mà đối với siêu âm khớp đó thì mình chỉ xem thêm thôi, coi tĩnh mạch có huyết khối gì không, ví dụ vậy. Đấy. Đấy. Thì quá rõ rồi. Cái van tĩnh mạch thấy rõ. Nhưng mà để khám tĩnh mạch thì cái siết cái quần quá chặt thì cũng không tốt nha. À, cho nên là những cái từ chuẩn bị tư thế thuận lợi hơn để khám. Nhưng mà mình chỉ xem, mình xem có huyết khối, có phình, có gì của động mạch tĩnh mạch không. Cái đó là một yếu tố phụ trong cái phần xương khớp. Chẳng chéo sau tư thế cũng tương tự nhưng mà cũng hình ảnh cũng không rõ. Nếu muốn phải làm nằm sấp, hình ảnh cũng giống như là chéo trước thôi, có vẻ như thế này. Do nó nằm xéo cho nên phản âm nó kém. Đấy. Rồi. Như vậy thì cái đó là tổng quan những cái gì quan trọng nhất của siêu âm khớp gối. Có hai bệnh nhân. Rồi, tôi có bệnh nhân nè. Có một hai bệnh nhân là đi. Ok. Rồi. Để dừng cái chị ha. Lấy tờ giấy. Vậy là chị cũng có tụ dịch trong khớp ha. Thôi về làm thằng Mày đi Dung ơi. Dạ. Về làm thằng Mày đi. Đừng lâu. 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 Đ
con bắt cho bắt nhiều và xuống được là ta thấy là thoái hóa mà thấy được trên X quang á thì có những cái hình ảnh của thoái hóa trên siêu âm chúng ta có thể thấy sớm hơn. Những cái mô trong sụn á rất là nhỏ có thể là chưa nhận biết được trên X quang có thể thấy được. Cái đừng dính, đừng dính cái đó, không được dính cái đó. Wow. Để cái đó ra leo lên rồi để lại được không chị? Không, nó đang vị trí đó rồi, ngay vị trí đó rồi, không ra được đứng. Đỡ, vết vết đỡ phụ không? Bác, truyền té bác, mấy bác sĩ đỡ không nổi. Đã vô rồi. Dạ. Dạ, ngồi quay lưng qua đó rồi bác à, nằm cũng được, ngồi quay lưng qua bên đó, chân chân xuống. Đến chỉnh vô đó rồi. Rồi. Đỡ ngồi được không bác hay là muốn nằm được ngồi được. Ngồi được hay ngồi vậy được là đừng lui nữa, đừng lui nữa. Rồi tới đó thôi chứ không lại nãy đứng được. Dạ. Dạ. Vậy thôi. Đúng rồi là coi như bị cứng khớp này ha. Không không duỗi ra được nữa, chỉ là tới vậy thôi. Dạ. Ngồi vậy chịu được không bác? Hay là muốn nằm cũng nằm vẫn được. Muốn nằm cũng được nha. À, bác xích xuống một chút rồi nằm xuống xíu nữa đây để nằm đụng đầu. À, sợ ngồi lâu. Cái đỡ cái đầu ống. Đỡ cái đầu, đỡ cái đầu, đỡ đầu. Luôn xuống, lùi xuống chút nữa bác. Rồi, ok, nằm thư thả hơn. Rồi. Chân chỉ được tới đây thôi ha. Tới đó. Dạ, ok, vậy được không sao. Thế nào thì cảm thấy thế đó, bác cứ ngửa tự nhiên theo thích của mình. Đấy. Nó không cần gồng lại cho mà nha. Làm được không bác à? Dạ được. Rồi. Rồi, chúng ta nhìn thấy cái khớp à, biến dạng nhiều nha. Lâm sàng đã thấy hết rồi. Giờ siêu âm chúng ta cũng làm theo quy trình giống vậy. Cái chân bên trái đỡ hơn rồi bác. Dạ, chân bên trái không bị. Được. Anh chị có nhận được tổn thương, nhận được tổn thương không? Sụt chân, sụt chân. Chị thấy thế nào? Đây lồi xuống trên. Ta xem từ xương ra đi nha. Chị thấy mặt xương này có giống mặt xương khi nãy không? Không, không. À, lõm nhõm rất là rõ, thấy không? Gồ ghề. Cái chỗ này ở cái viền khớp thì nó nhô lên những cái móng này là gai xương là như thế này. Hình ảnh gai xương trên siêu âm là chúng ta sẽ thấy nó như thế này, những cái móng nhô này. À, cái sụn chêm lồi ra xa, đội cái dây chằng bên lên. Và chúng ta không có dùng siêu âm để chẩn đoán hẹp khe khớp. Tại sao? Tại cái này nó giống như chữ V nè. Ta đo chỗ nào để biết có con số bao nhiêu. Và cũng không có con số đó. Hẹp khe khớp thì chẩn đoán của X quang. Thì chúng ta sẽ dùng siêu âm để nói được là ở đây có gai xương, có lồi sụn chêm, mọi chuyện rất rõ. Màng hạch dịch phù nè, có tụ dịch luôn nè. Dịch nè. Rất là rõ. Rồi. Nhân đây thì xem luôn cái vùng khe có gì không. Đây, đấy, phải quét một đường thôi, chỗ này anh chị thấy ngay. Gì đây? À, mang hoặc dịch khe. Rất là nhanh, ha. Nào, đặt đầu dò lên cái chỗ nãy tôi nói là bờ trong nè, quét xuống, nhìn chỗ khe đó, xuất hiện. À, mang hoặc dịch vùng khe. Cái này khi mà nó lồi nhiều thì người bệnh người ta thấy, người ta đứng lên á. Nó phồng ra phía sau, còn trường hợp ít thì có thể là bác không thấy, như là bác đau nhiều cũng không quan tâm cái chỗ này. À, có cái nang hoạt dịch đây, mình thấy mình sẽ ghi nhận thôi. Thì mặc dù cái nang nó ở đây, nhưng mà tôi quét xuống một tí nữa mới tới cái chỗ nó đi vào cái khe khớp. Vậy thấy không? Cái dọc lại đây. Vậy thấy không? Cái nang nó, cái chỗ xa gần da nhất là mình sẽ biết được là nó chỗ này đúng không? Nhưng mà chỗ vào khớp là cái chỗ bên dưới. Vậy là mình có thể ghi nhận được những cái chỗ đó. Tụ mỡ trên người á, giống như khớp xuyên quá, giống khớp xuyên vào thuốc quá. Rồi, vậy là mình bắt đầu mình xem đó là phía vùng kheo ha, ở bên ngoài nè. Bên ngoài. Xem cái nào trước cũng được, tùy mình. Ví dụ như tôi đặt ở chỗ này xương chày ra là cái gì? Giải, chậu chày. Đây, dịch đây, giống như chị hồi nãy có tí dịch ở chỗ này à, bác thì nhiều hơn. Dịch của bác chỗ này nhiều hơn đó. Đó. Thấy rất rõ này. Rồi. Nó thấy là cũng là gai xương rất nhiều. Xương chêm đâu. Xương chêm có lẽ như nó lồi ra tới đây luôn này bạn. Xem lại. Đây xương chêm này, xương chêm ngoài. Cái này là các cái gai xương.
khoa học dịch thì mọi thứ đều phù lên nhiều. Rồi ở đây là dạ chồng chày ha, phía sau này là đây là xương mát nè. Ta thấy là cái dây chằng bên mát nè. Hầm phòng ra vì cái các cái cấu trúc này nó đội ra. Cho nên chỗ này cong rất nhiều mới tới chỗ bám. Rồi. Cái thoái hóa của bác thì coi như là được rõ rồi. Nhưng mà ở chỗ vị trí này thấy có một cái map gì đây. Cái map gì chỗ này? Cái khối gì? Cái khối gì bên cạnh khớp mà cấu trúc nó phản âm dày kém có ha. À, một cái khối này thì ta thành ra một cái có nghi ngờ, không biết là có bị có phải là nosotophy hay không, hay là do tổn thương của thoái hóa thôi. Nó tìm thêm những chỗ khác nữa. Rồi. Rồi bắt con một chân một chút được không? Dạ, con lên tiếng rồi bác. Rồi được, xíu nữa được không? À. Rồi, con lên thế này ta xem mặt trước ha. À, cái chỗ này là lồi cũ xương chày. Chỗ này mới nãy mình có thấy như vậy không? À, xương nhô lên giống như nó vôi chỗ bám của dây chằng bánh chè. Dây chằng bánh chè bình thường, xương bánh chè hay xương bánh chè bề mặt thì cũng giống vậy. Gân tứ đầu, khoang dịch lớn. À, chị thấy nãy giờ mình thấy dịch nhưng mà nó đâu có nhiều như thế này, đúng không? Như thế này là lượng gì rồi? Cho nên khi nãy lúc bệnh nhân vừa nằm xuống thì nói là đang nhìn khớp rồi, ta có thể cảm nhận biết là khớp đang tụ dịch nhiều. Thấy dịch mênh mông không? Ngăn nào cũng có, chứ không phải chỉ ngăn trên này, nhưng mà chỗ này là dày nhất. Dịch này có hồi âm lợn cợn nữa, thấy không? Đây, sẽ ngắt trên ngoài này. Đây là mô mỡ.